Trong phần sản phẩm liên quan này chúng ta phải lấy ra thứ nhất là tất cả những sản phẩm, tất cả những sản phẩm mà có cùng danh mục với lại thằng này. Thế thì làm sao để biết được thằng này là danh mục nào? Thì trong cái câu lệnh truy vấn đầu tiên này của chúng ta lấy ra tất cả các sản phẩm theo cái ID. Thì khi chúng ta lấy ra cái bản ghi này thì đồng thời chúng ta cũng lấy được luôn ra được là danh mục của nó. Tôi đoán đây là danh mục. Thì khi đấy chúng ta sẽ viết thêm một cái câu lệnh vào đây nữa để chúng ta ra sản phẩm liên quan. Chúng ta có other product như thế này. Chúng ta sẽ có câu lệnh truy vấn như sau. Câu lệnh truy vấn này, query, new query. Tất cả chỗ này nó chỉ liên quan đến câu truy vấn thôi. À, select sound from product where catch ID bằng. Sau đấy chúng ta sẽ là gì? Limit bằng này. Bằng ví dụ bằng 6 chẳng hạn. Chúng ta chạy thử phát xem nó ra cái gì. Đây rồi. Sau đấy chúng ta sẽ có limit lấy 3 cái thôi. 3 sản phẩm. Ra 3 rồi. Và mỗi lần đây chúng ta lại phải random thì chúng ta sẽ có order by run. Thì khi đấy chúng ta sẽ lấy ra, bỏ mẹ chết rồi. Order by sau đó thì chúng ta mới limit. Đấy, 3 cái. Luôn luôn lấy 3 cái của thằng này. Thì bây giờ chúng ta copy câu lệnh này vào. Đó. Chúng ta copy câu lệnh này vào, chúng ta sẽ có ở đây là $sqlother. Vứt vào. Và cái chúng ta cần phải thay cho cái câu lệnh truy vấn này truyền vào tham số chính là cái chỗ này. Khi đó chúng ta sẽ có $row ở vị trí số mấy. Thì chúng ta sẽ có ở đây là vị trí số 2. Được chưa? Chúng ta row ở vị trí số 2 như thế này. À, như vậy là chúng ta lấy được ra sản phẩm liên quan rồi. Và khi lấy được cái câu lệnh này ra sản phẩm liên quan, chúng ta sẽ có $gRow viết nào nhỉ? LT other bằng MySQL query. Và chúng ta copy cái chỗ connection này vào. Đồng thời là cái câu lệnh truy vấn. Và sau khi chúng ta có câu lệnh truy vấn này rồi, chúng ta sẽ chuyển xuống cái phần là sản phẩm liên quan. Chỗ nào nhỉ? Tôi cắt ra cái trang mới chưa? À đây, other product. Thì khi đấy chúng ta lại copy thằng này vào, vứt sang bên kia. Cắt. Rồi, chúng ta có other product, sản phẩm liên quan. Sản phẩm liên quan chúng ta include nó nằm ở cái này là cái nào đây? Why. Why này là cái why chết tiệt gì? À, cho đi theo chứ. Đây. Chúng ta có cái include này, xem cái other product có nằm trong cái if này không? Có đúng không? Rồi. Thì chúng ta sẽ có sản phẩm liên quan bắt đầu từ cái MD4. Và chúng ta xóa đi tất cả những cái thằng ở bên này. Giữ lại cái thôi. Đấy. Cái này là cái bất công cho những ai mà làm front end PHP. Đó. Other product. Sau đấy thì chúng ta thế nào nhỉ? Why other row. Row other bằng MySQL fetch atoc và chúng ta truyền thằng này vào. Đó. Và cái đóng của vòng lặp while này thì chúng ta sẽ đóng ở cái con MD4 cuối cùng ở đây. Đó. Khi đấy chúng ta đã lấy được ra other rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có tên. À, tên này chúng ta sẽ có là PHP echo row ở vị trí
vị trí nào thì chúng ta sẽ vào trang vào bảng product. Chúng ta copy cái tên này sang. Rồi, sau đấy là đến giá. À, giá này thì chúng ta lại có cái phần detail. Chúng ta format number. Copy giá đến đây. Và cái chỗ này của chúng ta sẽ là row other, giá này thì nó sẽ là cái gì nhỉ? Đây. Đấy. Echo number format. Đến đây nữa, chúng ta có cái giá COP. Đấy. Cái này là tính 25% thì các bạn tính cho tôi nha, tôi không biết tính. Còn cái phần detail này thì giải quyết thế nào? Chi tiết sản phẩm nào. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, cái này là chi tiết sản phẩm. Thì cái chi tiết này chúng ta lại mượn của thằng product, chúng ta vứt sang. Kiểu gì cũng đúng. Other product. Đây, chúng ta thay cái thằng row này, thằng row other là xong. Đấy, để chúng ta click vào như bình thường. Thì khi đấy chúng ta vào bên này, chúng ta có được ở đây là sản phẩm liên quan. Đúng của ảnh. Ảnh này của chúng ta sẽ thay nốt cái ảnh vào đây. Thì chúng ta có là product ảnh đâu nhỉ? Ảnh đâu? Đấy là đâu? Đây. Ảnh này. Thì thay cái row này thành other vào đây thôi. Khi đấy chúng ta sẽ có được cái ảnh. Tèn tèn tèn. Refresh lại phát nữa. Đấy, rất nhiều sản phẩm liên quan được không? Rất là mời gọi. Ví dụ như là ăn kem rồi thì kiểu gì chả phải ăn pizza xong ăn kem. Đấy, ví dụ thế. Thì đây là cái sản phẩm liên quan. Và khi chúng ta kích vào sản phẩm liên quan này thì chúng ta cũng sẽ ra được thông tin. Chỗ này có vấn đề, có gì đó sai sai. Sản phẩm liên quan other product. Chỗ này add card cơ mà. À, cái bên trên. Bên trên thẻ A đây. Đây rồi. Đôi giày. Chúng ta refresh nào. Kích vào đây. Vẫn đứt. Nó ở chỗ nào nhỉ? A giờ product đến đây, href này. Nó phải ra được chứ. Đây, à đây nữa. Con này làm ăn linh tinh quá. Rồi. Chúng ta refresh. Kích vào đây. Đấy, ra được cái thằng này luôn. Kích vào đây. Ra được. Như vậy là chúng ta có được cái sản phẩm liên quan. Được chưa? Còn cái số lượng này thì cứ để thôi. Mua một cái hay hai cái để đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta có được cái sản phẩm liên quan rồi. Có vấn đề gì không? Thông tin sản phẩm nào? Đây gì? Cái thông tin sản phẩm này thì chúng ta có ở chỗ nào? Detail. Thông tin sản phẩm. Đây. Trong thông tin sản phẩm này thì chúng ta sẽ có PHP Echo Dollar Row Detail. Đây à? Thì P vào đây. Đơn giản. Thằng này thì không cần. Cứ trò đây cho anh. Nào. Chúng ta có cái donut row ở vị trí số mấy? Không nhớ. Cái đoạn mô tả đây, vị trí số 5. Được chưa? Như vậy là chúng ta có được cái thông tin sản phẩm. Đấy. Ăn vào đau bụng đến mai biết liền. Đấy là thông tin sản phẩm. Được chưa? Còn gì nữa không? Hết rồi. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề là lấy ra sản phẩm liên quan theo từng cái sản phẩm của nó. Đây. Được chưa? Thì đây lại ra sản phẩm liên quan này. Ok không? Có vấn đề gì không? Không.